Rồi như vậy là Pamiran đến từ cái thủ nô 1. Đấy gì thắng thua không chém cái gì. Vâng, một chút chuyển giao về kỹ thuật. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại thôi. Đây màn hình máy của Nomad cầm pan. Còn đây là he. Ui dồi, 2-3 mát. Vãi quả 6 dành cho thủ he. Nhưng bù lại có heal. Còn Nomad quả 7. Nhưng chưa có gì. Đây rồi, heal luôn. Có lẽ là heal của Nomad sẽ không. Nomad sẽ không ít heal hơn cái thủ he. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của thủ he. Ui dồi, ông này ít heal hơn được cái này có thêm đồ khuyến mại. Thôi thì cũng được. Du lịch đâu mà du lịch. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại màn hình máy của cái thủ he thôi. Đôi voi bấy hiu to, bãi bảo phủ có không? Nghĩ là khả năng quá cao đấy. Màn hình máy của Nomo xem. Đây là Nomo cầm pan đây rồi, có hiu to. Nhưng mà đẩy về có lẽ vướng hàng với em một chút. Không nhiều. Cố gắng một chút là được thôi. Nomo ngày nay thì vừa đi truyền nước thì phải. Chị ơi, vâng, yêu quái mồm rộng hôm qua thì có lẽ là hút hết nước rồi, hôm nay là phải đi truyền. Nhưng mà truyền về cái đánh khỏe hơn hẳn. Chiều nay không biết là kèo 22 tình hình thế nào, nhưng buổi tối thì đang rất vượng. Ui dồi, nó một tươi thế nhở. Lành quanh lại thêm bãi của phụ nữa dành cho đối thủ nó một tươi đấy. Bên này 2 bang ở bên kia là cái gì, chúng ta cũng chờ chờ tí thôi. Có lẽ nó một sẽ soi lại thôi. Nhìn thấy 2 bang có lẽ cũng chả muốn soi nữa, cứ thế mà đâu anh. Xong lát nữa soi tham sau. Lúc lên đời chúng ta đã biết thôi. 19 nông dân dành đối thủ nó một chứ không phải là bài 18, 18 như bình thường. Đây rồi, đôi voi nữa rồi. He có lẽ đã chỉ cho đôi voi này. Chúng ta cùng xem he em chút. Ôi, ông này cũng 19 dân. Cũng có quả riêng, quả phụ riêng. Không hề vớ vẩn một chút nào. Ui dồi ôi, thầu dầu dã man luôn. Chúng ta cũng xem màn hình máy của cái thủ No 1 đi. Tiếp tục với No 1. Như vậy là dắt từng con một. Vâng, như vậy ở trên cùng chat đang có anh SkyNF0110 hỏi là em đã ra Hà Nội rồi hay chưa. Vâng, em đã ra lúc chiều hôm nay rồi. Cùng với Bùi Huỳnh, hành trình ra đến chiều hôm nay rồi. Vâng, như vậy đầu tư hẳn thêm một chiếc BS mới. Đang rất nhiều gỗ, đầu tư luôn quả BS mới. Thực đang dồn lên khá nhanh. Nhưng chưa đến mức mà chóng mặt như chúng ta vẫn thường thấy với Pamira. Ướm quả BB nữa. Diện tích quả BB và quả BM là bằng nhau. Vì vậy ướm vào đấy, lát nữa đóng M. Còn L sẽ đóng cạnh vàng đấy cũng được. Lát nữa ăn vàng bảo kê luôn. Đang có một số bạn thắc mắc là chưa giải lại G-Coin ở trong trận thi đấu đầu tiên. Tôi nghĩ rằng nếu mà những cái bàn tạo ra mà vâng, mark xe của thủ Van Lớp lên khá sớm. Những cái bàn mà bạn tạo ra mà không có ai theo thì lượng G-Coin sẽ được trả về tài khoản các bạn là nguyên. Đôi khi các bạn nhầm tưởng đó là việc mà các bạn vâng, nhầm tưởng đó là việc mà các bạn không vâng bị hủy bàn, nhưng đó là việc mà không ai theo. Vì vậy G-Coin được trả về tài khoản nguyên vẹn. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận đấu này, một trận đánh thẳng cùng A. Tôi nghĩ là như vậy, đánh thẳng cùng A đến từ cái thủ No 1. Không có vàng thụt thì phải. Chúng ta cùng xem màn hình máy của thủ He một chút xem đã có ngựa giò hay chưa. Bãi vàng là khá đẹp.
Rồi bắt đầu có giò, như vậy là không quá sớm dành cho thủ he, cả hai người cùng giàu nhưng không quá sớm. Vâng, anh Phạm Vũ Hiệp 1992 đang hỏi là gấu hay chưa. Tôi không biết là hỏi là có gấu hay chưa nhưng mà thôi. Nói chưa thì là hơi quá. Nếu nói có rồi thì bây giờ có ở đâu. Vâng, bên kia là Hit và Mark, còn bên này thôi quay trở lại trận đấu thôi. Lát nữa thì giờ nghỉ chúng ta hãy cùng ngồi trò chuyện với nhau một lúc, còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu. Hitty đến từ game thủ Quid. Đây rồi, Hitty rồi, bãi gỗ hở nguyên, 2L bắt đều tơ đầu tiên cộng bánh xe luôn. Rất khỏe. Hitty và Mark C, Hitty vẫn chưa lên 3, bãi gỗ thì vẫn đang hở nhiều. Hơi giật lag một chút. No 1 vừa mới bị bung ra chăng. Đây màn hình máy của game thủ No 1. Khung vào phía trong và đánh thẳng cung A. Tương đối kỹ càng và chắc chắn. Nhưng có điều vàng là chưa có một chút nào. Tiếp tục đến màn hình máy của thủ he. Đây rồi. Như vậy là chùi hốc thì phải. Vâng, khả năng chùi hốc cao đến từ game thủ. Rồi đóng vấn đề là cây gỗ. Chùi hốc cao. Vào được không? Tôi nghĩ là khả năng vẫn vào được. Ken là cây gỗ là vẫn vào được. Quýt là người chùi hốc. No 1 bị lọt thì phải. Không, 2-2. Chưa có nhiều hiện tượng gì cả. Max C dường như lên dọa ma hay sao? Chưa thấy đơn vị quân nào. Dân của No 1 đỏ máu nhưng tôi chưa thấy đơn vị quân nào của Max C. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của He He. Đây rồi, Max C bắt đầu có những đơn vị quân đầu tiên. Nhưng bây giờ thì hai lạc đà ban bắt đầu chơi vào nông dân của Max C. He He đang khá kỹ càng. Bây giờ thì lùa theo con ngựa giò và xử lý nốt. Bơm gỗ, nhưng có bơm vàng không? Đấy, phải bơm vàng chứ. Đây màn hình máy của cái thủ No 1. Vừa mới được vài giọt vàng thôi. Phút thứ 15 rồi đã đánh nhau đổ máu rồi. Map La nó khác. Map La một loại map mà những trận chiến nảy lửa diễn ra là cực kỳ sớm. Và bây giờ thì cố gắng ăn được nông dân của thủ Van Lớp. Đang ở đâu rồi? Dân ăn hoang đang ở đâu? Đây rồi. Dưới này có quả S này. Không biết là ăn hoang cái gì dưới này. Đây đây, ruộng này. Ui giời, không phải quả S này. Hai quả Y. Gớm mặt quạt tai. Cái e là khá nhanh, tôi nghĩ là cái e nó không nhiều tác dụng. Hai con lạc đà nó bu vào nó chém lại nhanh hơn một con lạc đà áp sát một cung R. Thôi bây giờ thì cứ bơm độ dần dần cho game thủ No 1 để No 1 có thể sóc được cung A. No 1 chưa có vàng để sóc cung A. Thực thì có nhưng mà chưa vàng chưa có. Đây 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 đây. Ui ơi. Cung R hit đấy, nó không khác gì cung A đâu. Đam không khác gì cung A đâu. Thế như vậy thế trận càng hai ban, thế trận càng hai ban siêu giàu, thế trận càng kinh ác người. Đơn giản chút nào, bắn nốt con đi rồi đi. Chương 3 đấy. Còn kia nữa, sóc đều cung A, vàng vẫn được hơn để có thể sóc đều được cung A. Rồi chốt e vào. Màn hình máy của game thủ he liên tục nhồi vàng cái thủ No 1, phùng mang trợn mắt lên. Có tay thì vẽ được một hai cái ruộng nữa cũng được. Đấy, ui, ui dân này. Vâng, tham lai của fan của thủ he vẫn đang giữ được ở trên 2x. Bây giờ thì cũng rời Hitty khá đông. Cung A đây rồi. Cung A của Pamela rồi. Hai áo đàng hoàng. Và lớp có cái hốc đẹp thật. Quay được cái hốc rất đẹp. No 1 bây giờ tham lai là 46. Vậy cái E vào. Vậy cái E bắt nó con đi đi. Điên cuồng vẽ ruộng thoải mái qua nhà chính luôn. Bây giờ thì vàng tự ăn đi, tôi nghĩ là vàng bây giờ chắc phải tự ăn thôi. Mà hình máy của cái thủ he còn 2x không? Vẫn được 26, nhưng là đà không có nhiều. Có cả sọc đơn kèm. Đấy, thôi có tay xoay ruộng. Vừa hit bắn đau thật. Ừ.
Đây này, đây này, chỗ này đục được cái này. Khả năng về E là vẫn vào được đấy. Về E đi. Rồi đấy, quả E hơi khó chịu đấy. Nổ đấy, nổ đấy, chắc chắn nổ đấy. Rồi, nổ rồi. Rồi như vậy là hit team bắt đầu lọt. Ủa không, quân cũng đang đây thôi. Quân cũng đang rất gần đây thôi. Lại ra. Ui, cũng là hit team bắn chát thật. Dã man. Thôi, bây giờ thì đi cùng với Nomo 1 vậy. Nomo 1 tham lái 6 xịch. Hơn một kích cùng A. Bên kia là một mark và một hit. Hit đến từ Quid, còn mark C đến từ cái thủ ván lớp. Người đánh mark C có thương hiệu. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là gặp sơ luyến thì cũng chưa chắc. Giờ này thì trình của Trung Quốc họ cũng gớm mặt quả tai lắm rồi, không hề vớ vẩn một chút nào. Ngày mai thì Game TV cũng sẽ ra sân thi đấu với nước bạn Trung Quốc và có tất cả những ngôi sao hàng đầu cùng xuất trận, hay còn gọi là hàng hit. Toàn bộ hàng hit sẽ xuất trận trong ngày mai. Bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị vâng, tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Màn hình máy của game thủ E hôm nay là 23. Có hàng đảo không? Có hàng đảo không? Có đảo đấy, có đấy. Đấy, nó một nature chưa? Nó một nature đi. Đây màn hình máy của game thủ No1 hôm nay 76. Còn đây là màn hình máy của game thủ E 2 xịt. Kìa, he chú ý ở nhà kìa. Đấy, đấy, biết ngay mà. Đấy, bây giờ đã lọt vào đây. Rất khó chịu đến từ thủ he. Hai lần vẫn bắt được. Tuấn thủ Tuấn Thò, nhưng về cơ bản là vẫn ổn. Ôi, dân fan để người ta đục người ta như thế bao giờ không. Hơi xót ruột, hơi xót ruột. Lai thủ xuống 21, bảo sao. Bây giờ thì No1 có bị bắt không? Không, đang lây trộn ở nhà BA. Vẫn chưa bị bắt. Vẫn ổn ở nhà, vẫn đang nhiều cung A. Đấy, có cung A sang bên này, bắt đầu loạn ở phía bên này rồi. Tham Lai 87 dành cho cái thủ No1. Nhưng mà Hitty cũng đông đấy. Xảy chân một phát là bây giờ là bị Hitty ăn, cho ăn đòn ngay. Bây giờ luôn luôn phải có đứng đạn. Úi dồi, ui, lọt được vào đây, tốt nha. Tốt. Còn lại 19 thôi. Lọt được bãi gỗ, nhưng mà bây giờ thì Quýt đang rất khôn khéo bảo kê bãi gỗ thôi. He ơi, he giữ đi he ơi. Chưa thắng đâu, khổ. Chưa thắng được đâu, đây này. Ông này ông có vẻ là to ấy, nhưng mà ông Max C kia ông Giang cứ đứng đảo y hút tham thì đau đầu đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu bị thủ E này, cho dân ra thôi. Rồi, vậy là cái đấy cũng được, nổ đấy, biết ngay mà. Uầy, cung A lên, ok, 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 để ý tên đấu quân. Uầy, đúng rồi, rỉa được ghi là hay rồi. Tại mày vào trong có cung A, nhà bảo kê, thế là ổn. Rồi tất cung A ra bảo kê chỗ này đi. Y kìa, ở phía trên kìa. He hơi chủ quan rồi em ạ. He hơi chủ quan. Và chủ quan đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của rất nhiều thứ. Đấy, bây giờ ông Nô cũng lại xuống dốc cái này bao giờ không chứ. Đấy, hình máy của mình thủ No1 hơn lít rồi, ba con số rồi, không biết là có ăn uống được gì tên này không. Tương đối căng. Xúc. Xúc. Ủa, y hút đàm. Y hút đàm dã man và tàn bạo. Chưa thấy cái loại y nó hút đàm thì mang xe. Tàn bạo thật. Rồi, xử đi, xử đi, xử đi. Đấy, có em phía sau đấy, cấm chạy, cấm chạy. Cấm chạy. Chết rất nhiều. Hôm nay cái thủ No1 vẫn đang là 124, 124. Bây giờ thì Quýt yếu rồi, Quýt rất yếu rồi. Đồ cái thủ van lớp bơm được tí nào hay tí đấy thôi. Nghĩ là Quýt bây giờ rất yếu ấy. Khả năng cao con trận thi đấu này có chiến thắng. Tiếp tục đẩy quân lên. Quýt lấy đâu ra dân làm ăn mà sóc quân nữa. Tàn chỗ này xem như là thắng chặt thôi. Max C thì không quan trọng. Y chưa chuyển được cung A. Toàn Y không chỉ để hút đam thôi. Đẩy đều tay lên. Rồi như vậy là cái à không, he vẫn chỉ cười thôi. Chưa phải là một trận resign. Rồi rồi, không chạy được, không chạy được. He rồi, he còn cái gì không.
Vâng, vẫn xác vẫn đang còn 10. Nhìn cái phần xác thì vẫn đang còn 10. Thế như vậy cũng được rồi. Không fit là được. Bây giờ thì No 1 lên rất nhiều. Đây rồi. Bãi gỗ chính ở phía ngoài của cái thủ Quýt ở thời điểm này. Tin chắc là đây là bãi gỗ chính rồi. Rồi. Nhìn cái bãi gỗ bên chỗ cung A đứng như này là bắt đầu tôi thấy nhẹ người rồi. Đấy, điểm danh lần lượt, không thiếu một ông nào. Toàn bộ nông dân thợ mộc của cái thủ he Quýt đã nằm xuống. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Một đều, bản lề trong C đấu thứ 3.